Rồi lũ trẻ cũng sẽ trở nên nhàm chán thôi. Đó là phần bắt buộc của quá trình trưởng thành mà. Hoặc ít nhất, đó là những gì mà cha mẹ của họ sẽ luôn luôn nói. Sống tại một thị trấn nhỏ ở Anh, bạn chỉ muốn trốn thoát khỏi căn nhà của chính mình. Đến tuổi thứ 10, bạn sẽ chẳng còn muốn làm gì khác ngoại trừ rời khỏi nhà. Đến tuổi thứ 15, có đến một nửa số trong tổng số đám trẻ con vào viện là vì mấy hành động ngu ngốc của chúng. Thằng nhóc vào nhà thờ tối nay cũng không phải là ngoại lệ, khi cậu nhóc cúi xuống dưới khoảng trống trong hàng rào dây xích. Và rồi, cái tay bó bột bị kẹt lại dưới những thanh rào kim loại. Khuôn bó bột chảy đầy những vết sách và vết xước, đến nỗi việc có thêm vài vết rách mới cũng chẳng khác biệt chút nào. Trong suốt 3 tuần qua, cậu nhóc đã vô số lần cố gắng cắt bỏ cái khuôn bó bột này bằng cái kéo trong bếp. Cậu nhóc đã bị gãy cổ tay khi đang cố gắng đạp xe trên nóc nhà. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất tuyệt, chỉ tiếc là do cái thùng thư quá gần ngôi nhà thôi. Anh trai cậu ta đang ở phía trước gọi. Anh ấy đã đến trước cửa nhà thờ rồi. Thằng nhóc loáng thoáng nghe thấy người bạn thân của mình đang bất an, sao động phía sau. Cậu ta chờ cô bé chui xuống hàng rào, đi theo phía sau cậu để vào sân nhà thờ, tránh xa con đường chính. Ngay cả khi cả người đã chìm vào trong bóng tối và hư không, cô bé ấy vẫn sợ hãi việc phá vỡ các quy tắc. Hai người họ vội vã đến gặp anh trai của cậu ở lối vào nhà thờ. Người anh mỉm cười với họ, dù mới tuổi 21 nhưng nói anh 41 tuổi vẫn có người tin. Với một vài sợi ria cằm trên mặt và một hình xăm trên cổ, họ vẫn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của anh ấy sẽ như thế nào. Học đại học ở London, lái xe và xăm hình thoải mái, vô tư nốc những ly rượu có giá hơn 10 bảng Anh. Tất nhiên, chúng không phải là hàng rẻ tiền, mấy thứ mà người ta có thể tìm kiếm ở mấy quán nhỏ góc phố. Sống thế mới là sống chứ. Chẳng còn cánh cửa nào để mở, cả tòa nhà thờ đã bị hư hại hoàn toàn, chỉ còn lại cấu trúc đá vôi đứng vững. Các cửa sổ đều đã bị đập vỡ từ lâu, các băng ghế cũng đã mục nát, chỉ còn lại một ít rong rêu le lỏi vào từng ngóc ngách. Vào lúc ba người họ tiến vào bên trong, họ chỉ cần ngẩng đầu để nhìn thấy trọn vẹn bầu trời đêm đầy sao phía trên, bởi lẽ đã không còn mái nhà nào nguyên vẹn nữa. Trên thực tế, phần duy nhất có thể coi là tồn tại của tòa nhà chính là một nửa tòa tháp phía xa xa. Ngay cả ở trong bóng tối, họ vẫn có thể nhận ra một cầu thang xoắn ốc chật hẹp được đẽo vào tầng đá, phía cuối cầu thang chìm dần trong tòa nhà sụp đổ này. Tên nhóc mỉm cười, giờ mình sẽ khám phá điều gì trước tiên nhỉ? Tất cả họ tách nhau ra rồi tỏa đi lang thang khắp các khu vực khác nhau của hội trường nhà thờ. Cậu nhóc dẫn đường đi tới một bức tường đã bị sụp đổ. Cậu ta chồm lên cửa sổ và dấn người trên bức tường nhìn xuống hai người còn lại. Đột nhiên, một viên đá dưới chân bị trượt đi và suýt nữa khiến cậu ta ngã nhào. Vẫn may, cậu ta kịp lúc vung cổ tay đang bó bột của mình ra để giữ thăng bằng. Bên kia hành lang, cô bạn thân đang kiểm tra điện thoại một cách đầy lo lắng. Lúc tối, cô ấy đã hứa hẹn trước với bố mẹ mình rằng sẽ về nhà trước 1 giờ sáng, mà giờ đã 12 giờ 45 rồi. Chắc hẳn cha mẹ cô ấy đang lo lắng. Người anh trai đứng ở bên kia nhà thờ nói với qua cậu nhóc bên này, tao cần đi vệ sinh, tao sẽ leo thẳng lên đỉnh của tòa tháp và xả ở rìa tòa tháp. Mày coi chừng mưa bất chợt đấy. Và cùng với đó, anh ta biến mất sau cánh cửa nhỏ rồi đi lên cầu thang xoắn ốc. Rất nhanh, tiếng bước chân đã biến mất, để lại thằng nhóc và cô bạn thân với nhau. Thằng nhóc ngoái lại sau vai nhìn ra khỏi nhà thờ. Mảng tường này vừa vặn đủ cao để ngắt lấy quả táo ở cây bên cạnh. Tất nhiên là nếu tay cậu ta đủ dài để vươn ra tới đó. Này, cậu ta giật lấy hai quả táo, một cho cậu và một cho cô bạn bên cạnh. Cậu ta ném quả táo qua, nhưng cô bé đã bắt hụt. Cô bé nhìn cậu ta chằm chằm, rõ ràng là cô ấy muốn về nhà lắm rồi. Cậu ta cằn nhằn và nhảy xuống khỏi bức tường. Cú tiếp đất khá tệ khiến cậu ta khá đau đớn, nhưng rồi cậu ta cố gắng nghiến răng để không bật ra tiếng kêu than nào. Cậu ta nhếch miệng cười toe toét với bạn thân nhất của mình, nhưng cô ấy không đáp lại. Muộn lắm rồi, cô ấy cần về nhà sớm, và cách duy nhất để về nhà là chiếc xe của anh trai cậu ta. Được rồi, mình nghĩ chắc cũng đến lúc nên về nhà thôi. Cô bé cố gắng hết sức để nở một nụ cười. Thằng nhóc bước đến cầu thang, thò đầu qua khe cửa và gọi to. Chẳng ai đáp lại. Tuyệt, cái cầu thang này cao đến tận đâu nhỉ? Chắc chắn không thể nào lại tốn thời gian như thế. Cậu ta lại gọi một lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Người bạn thân nhất xuất hiện sau lưng cậu. Cả hai đồng thời tiến lên cầu thang. Các ngoặt của cầu thang quá chật chội khiến họ chẳng thể nào thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì cách xa họ quá 10 bước chân. Trong đó quá tối, sự tối tăm khiến họ cũng không biết bản thân đang đi đâu. Cậu nhóc lấy đèn pin ra và bật nó lên, như thế là đủ ánh sáng cho cả hai. Thằng nhóc đặt chân lên bậc thang đầu tiên và bắt đầu leo lên. Các bậc thềm đã rất mòn, chúng mịn ở giữa và lõm xuống một chút sau nhiều năm sử dụng. Một bước, hai bước, ba, bốn, năm. Đèn pin tắt ngúm, cậu ta cố gắng lắc nó, gõ gõ vào chuôi đèn vài lần, như điều mà mấy nhân vật trong phim hay làm. Vô dụng, thậm chí ngay cả một ánh sáng chớp nhoáng cũng không có. Cậu ta quay lại hỏi bạn mình xem cô ấy có đèn pin không. Cô ấy không có.
Và thế là hai người họ lần mò leo lên trong bóng tối. Rất nhanh cầu thang bắt đầu thay đổi hình dạng. Từ này không hẳn đúng. Cầu thang không thay đổi hình dạng. Chúng chỉ co lại ngày càng chật hẹp hơn. Dù sự thay đổi là rất nhỏ bé và khó nhận ra, nhưng nó thực sự đang diễn ra. Khoảng cách giữa các bậc thềm ngày càng ngắn lại và mặt dưới của cầu thang phía trên hơi nghiêng xuống đầu của cậu nhóc. Cậu bé dừng lại và quay sang người bạn thân của mình. Cậu ấy khó lòng, thấy rõ bởi dưới đây cô ấy chỉ là một cái bóng hơi tối, đứng cách cậu ấy vài bước chân. Cậu ta hỏi rằng liệu các bậc thềm có đang nhỏ dần đi không? Cô bạn thân không chắc chắn lắm về điều này, còn cậu bé thì khăng khăng về suy nghĩ của mình. Cầu thang phía trên đầu họ ngày càng thấp hơn, không gian đang từ từ khép chặt lại. Cô hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì. Cậu ta khua khoáng tay về phía trước, rồi cô bước thêm vài bước lên cầu thang. Cái khuôn thạch cao trên cánh tay đang dần co chặt lại. Quái lạ thật, nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục đi nữa. Và đột nhiên cậu ta cảm giác khuôn thạch cao trở thành một cái đai xiết, cắt đoạn dòng máu của cậu ta ngay lập tức. Điều này khiến các ngón tay của cậu ta trở nên lạnh lẽo và bắt đầu ngứa ran. Cẳng tay sưng lên và phồng lên xung quanh mép của cái khuôn. Áp lực tích tụ bên trong thật lố bịch. Cảm giác gần như thể cái khuôn tách ra và rơi xuống. Máu dồn về đầu ngón tay. Cậu ta vui mừng uốn cong chúng rồi quay sang người bạn thân nhất của mình. Ngay cả trong bóng tối, cậu cũng có thể nhìn ra cô ấy đang nhìn mình chăm chú. Cậu ta đưa một bàn tay qua cánh tay, xoa bóp nhẹ nhàng. Thật kỳ lạ, nhưng cánh tay dường như hoàn toàn khác lúc trước khi bó bột. Rõ ràng đã có nhiều lông tay hơn và cả các đường nét cơ bắp chạy dọc theo cẳng tay cũng dễ nhận biết hơn nhiều. Cậu gập cổ tay lại, không đau, không cứng đờ, không gì cả. Thế mà bác sĩ lại nói rằng cậu sẽ không thể tháo bột trong vòng ít nhất một tháng. Họ thật là ngu ngốc. Cậu có đứng trên đầu ngón chân không vậy? Cô bạn cất tiếng hỏi từ phía sau. Cậu nhìn xuống cái bóng bối rối của cô và phủ nhận thằng nhóc trông có vẻ cao hơn. Chắc là cầu thang không bằng phẳng hay là ảo giác do ánh sáng thôi. Cậu suy nghĩ đôi chút vì nhìn thấy mọi thứ hơi khác. Dường như cô bé đứng thấp hơn cậu ta, có thể thấy rõ thậm chí từ hình bóng của cô ấy. Cô ấy không cao hơn nhưng vóc dáng thì khác đi. Giọng cô ấy cũng có vẻ trầm nhẹ hơn một chút. Anh trai cậu ta nữa chứ? Đó là người mà họ đang tìm nãy giờ. Họ sẽ lên cầu thang, tìm ra anh ấy và xem thứ gì đang xảy ra. Chắc chỉ là một vài ảo giác khoa học kỳ lạ xảy ra ở đây trong bóng tối mà thôi. Hai người bọn họ kiên quyết và tiếp tục đi lên cầu thang. Theo từng bước họ đi, đáng lẽ họ phải có mặt ở tầng 2 rồi. Chắc chắn là thế. Nhưng không có ánh sáng phía trước để cho thấy lối ra, vẫn chỉ là các bậc cầu thang nữa thôi. Thằng nhóc hỏi lại bạn của nó mấy giờ rồi. Cậu nghe tiếng cô mở điện thoại và nhấn một vài nút, nhưng không có ánh sáng nào hiện lên lấp đầy không gian. Cô ấy nhấn và nhấn bàn phím hết lần này đến lần khác. Không có gì cả, chắc điện thoại hết pin rồi. Đó là lời giải thích duy nhất. Dù cô có cố gắng giải thích rằng chỉ mới một phút trước vẫn còn đầy pin thì cậu nhóc cũng không hề để tâm. Bởi vì ngay lúc đó, cậu ta đang thọc tay vào túi để lấy quả táo cậu ta mới hái hồi nãy. Ngón tay dính đầy những nhầy nhụa ấm ấm. Túi sau của cậu ta giờ đây chứa đầy mấy thứ nhão nhẹt dính dính và cả những sinh vật nhỏ bé đang quằn quại bên trong chúng. Con giỏi, làm thế nào mà cậu ta lại giật lấy một quả táo thối hỏng hoàn toàn như vậy chứ? Rõ ràng trông nó rất ngon khi cậu ngắt lấy nó từ cành cây mà. Cậu ta bước thêm bước nữa, bàn tay vẫn sờ soạng túi quần của mình. Tiếng vo ve vang lên, vài con ruồi lướt qua ngón tay. Chúng làm cái quái gì trong túi của mình nhỉ? Cậu ta nghe thấy chúng lượn quanh mình rồi bay lên cầu thang, cho đến khi tiếng vo ve đó đột ngột dừng lại. Cậu ta cúi xuống và nheo chặt mắt. Trong bóng tối, cậu ta chỉ có thể nhận ra hai con ruồi nhỏ nằm ngay trên cầu thang cách mình hai bước. Cả hai đều nằm ngửa và giơ những cái chân cong cứng. Thằng nhóc thò tay vào túi và cảm nhận xung quanh, chất nhầy dính đã biến mất, chỉ để đọng lại một ít bụi khô. Thật kỳ lạ, cậu nhóc vẫn không hề hoảng loạn. Cậu ta lờ mờ nhận thấy những thứ đang xảy ra với cậu thực sự rất kỳ quái. Tuy nhiên, cậu chẳng lo lắng một chút nào. Thành thật mà nói, tất cả những gì cậu ta thực sự quan tâm bây giờ là leo lên được đỉnh của cái cầu thang này. Cậu ta phóng lên cầu thang, gom hai bước một lúc để đến chỗ anh trai của mình. Phần tâm trí của cậu đã nhận thấy rằng cảm giác đau nhức chân khi nhảy khỏi tường đã hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về điều đó. Cậu ta chạy lên, từng sải chân đưa cậu ta đi xa hơn. Đằng sau cậu ta, loáng thoáng nghe thấy cô bạn thân. Tiếng cô bạn thân đang lẩm bẩm điều gì đó với bản thân mình, không mạch lạc và lộn xộn. Giọng nói của cô ấy bây giờ hoàn toàn khác biệt, không giống cô ấy nữa, mà nghe giống như tiếng mẹ của cô ấy vậy. Đứa nhóc trượt chân tại một bậc cầu thang và rơi xuống. Cô bé không kịp ngừng lại và đâm sầm vào lưng cậu. Hai người bọn họ lật nhào, lúng túng hạ xuống một bậc cầu thang. Điều này đủ khiến cậu ta khó thở. Cô nằm trên người cậu. Chỉ có điều đó không thể là cô ấy được. Cảm giác rõ ràng đây là một người phụ nữ trưởng thành, chứ không phải là cô bạn thân 15 tuổi của cậu nữa. Cô thì thầm với cậu ta. Giọng nói của cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả. Nếu có bất kỳ điều gì ở đây thì chắc hẳn chỉ có sự vô tư mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Cậu nhóc thở mạnh, vật lộn để đưa không khí trở lại phổi.
Đó là khi cậu nhận ra mùi ở đây, một thứ mùi mục nát chết người đang lấp đầy cầu thang, mùi của mốc meo và mục sữa. Cô bạn dường như cũng nhận ra điều đó. Hai người họ đứng thẳng dậy và đứng ngang nhau trên cầu thang. Trong ánh sáng ảm đạm, đã đủ để họ chứng kiến mọi thứ rõ ràng. Một cái xác. Họ ngay lập tức ngồi sụp xuống. Thứ mùi đã nói lên tất cả. Chạy trốn thôi. Ngay bây giờ, họ nên chạy xuống cầu thang và ra khỏi đây. Tuy nhiên, cả hai lại không thể giải thích mà thống nhất tiếp tục đi lên cầu thang. Thu hẹp khoảng cách với cái xác. Nó đã chặn bước chân của cả hai người họ. Cái xác nằm gượng ở một bên, hơi cúi xuống như thể người đó đã gục xuống trong cơn ho. Thằng nhóc thì suýt nữa trượt ngã. Có thứ gì đó ở dưới chân cậu. Thứ gì đó bằng kim loại. Cậu ta cúi xuống nhặt nó lên, cảm nhận hình dạng của nó và gần như ngay lập tức biết nó là gì. Anh ta mở nắp bật lửa và bật lửa lên. Ngọn lửa nhỏ yếu ớt màu cam lấp đầy cầu thang với ánh sáng, dường như nó nhảy múa trên bức tường đá. Ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng những vệt máu mà xác chết đã ho ra và bắn lên các bậc cầu thang đá, vừa đủ sáng để thấy bộ râu xồm xoàm trên mặt và cả hình xăm trên cổ xác chết. Cậu nhóc nhìn xuống anh trai của mình, không chỉ là anh trai của cậu ấy mà còn cả ông anh già cỗi của cậu ấy. Trong khi trước đây anh ấy trông chỉ có vẻ lớn hơn 41 tuổi, thì bây giờ anh ấy thực sự là một ông chú 41 tuổi và đã chết đi vì thứ gì đó trong phổi. Thằng nhóc quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình, một người phụ nữ tầm 30 tuổi nhìn lại cậu ta. Thậm chí trên tóc cô đã điểm bạc, cô ấy trông có vẻ sợ hãi nhưng biểu cảm lại gần như trống rỗng. Chỉ có một chút khác lạ, chỉ đủ để nói cho cậu ta biết rằng cô ấy cũng đang chứng kiến sự biến đổi tương tự trên khuôn mặt của cậu. Thằng nhóc đưa tay lên chạm vào má, một bộ râu quai nón xồm xoàm trên đầu ngón tay. Họ nên chạy trốn. Họ nên chạy xuống cầu thang và chạy thoát khỏi đây. Gọi xe cứu thương và về nhà. Thế mà cậu nhóc lại bật lửa, quay người lại và bước qua xác của anh trai mình. Khi cậu bước lên cầu thang trong sự im lặng, cậu cũng nghe thấy người bạn thân nhất của mình đang làm điều tương tự. Sau 5 bậc thang nữa, đầu gối cậu ta bắt đầu nhũn ra, rồi tiếp ngay sau đó là hông. Cậu ta cúi người xuống một chút vì càng lúc lại càng khó đứng thẳng. Hơi thở của cô bạn thân thiết đằng sau cũng nhẹ hơn, rồi yếu dần. Tốc độ của họ chậm lại. Mỗi bước đi dường như đều lấy đi nhiều sức lực hơn. Mỗi bước lại càng khó nhọc hơn bước trước đó. Cậu ta cần nghỉ ngơi. Đó là tất cả những gì cậu ta cần bây giờ. Chỉ là ngồi xuống một chút thôi. Ngực cậu ta tự siết lại như một cái đai siết. Tiếng tim đập và máu chảy đập thình thịch trong tai. Mồ hôi chảy trên trán và trong khoảnh khắc cậu ta thấy cả thế giới dường như nghiêng ngả xung quanh mình. Cậu nhóc cục trên mặt đất, cảm thấy cổ tay giòn giã của mình đang bị nghiến chặt dưới cơ thể. Cơn đau chạy xuyên qua cơ thể của cậu khi lồng ngực càng lúc càng siết chặt lại hơn nữa. Cậu ta lật người lại cố gắng hớp lấy không khí với lá phổi yếu ớt của mình. Cậu nhóc vuốt vào lồng xương sườn chim của mình, cảm nhận làn da nhăn nhâu, lỏng lẻo dưới đầu ngón tay. Dùng hết sức bình sinh, cậu ta bật lửa lên để thấy hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi chăm chú nhìn mình trong bóng tối đen kịt. Cậu khó lòng có thể nhận ra người bạn thân nhất của mình nữa khi cô nhẹ nhàng lấy bật lửa từ tay anh ta và bước qua cơ thể đang co giật của cậu. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng của cô từng bước tiến lên trong im lặng. Cô không hề quay đầu lại mà biến mất trong một góc ngoặt, mang theo cả ánh sáng, để lại cậu nhóc chờ chết như một ông già hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cậu ta tuyệt vọng mà bám víu lấy hy vọng trước khi chút tiếng thở hắt cuối cùng trong không khí. Và khi trái tim ngừng đập, niềm hy vọng cô ấy sẽ lên được đến đỉnh cầu thang. Cô ấy phải... Thật may mắn là SCP-723 nằm ở trong một khu vực hẻo lánh như vậy. Trong khi nhà thờ đã tồn tại ở khu vực đó hàng trăm năm và phần lớn thời gian nó cũng bị bỏ hoang. Người ta biết rất ít về lịch sử của nhà thờ, dù rằng đã có nhiều sự kiện xung quanh nó đã đi vào văn hóa dân gian của địa phương. Tất cả những gì được biết về SCP-723 đó là một cầu thang xoắn ốc nằm trong một tòa nhà thờ bị bỏ hoang tại một vị trí không được tiết lộ ở vùng nông thôn nước Anh. Hơn nữa, hơn hết thì nó cũng chỉ là một cái cầu thang không đáng chú ý mà thôi. Được làm từ đá vôi thông thường từ mỏ đá địa phương, các bậc thang rộng khoảng 0,75m và đã bị mài mòn ở giữa, dường như do sử dụng thường xuyên. Nếu bạn nhìn ra bên ngoài nhà thờ, bạn sẽ thấy rằng tòa tháp chứa cầu thang này không quá cao và cũng đang trong tình trạng hư hỏng. Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong tòa tháp, chúng ta có thể thấy cầu thang đã mở rộng vượt qua cả chiều cao của tòa tháp này. Điều này với phương diện vật lý dường như là không thể. Trên thực tế, bản thân cầu thang cao bao nhiêu thì còn là bờ biển cho đến tận ngày nay. Khi mà những nghiên cứu về SCP-723 vẫn chưa tìm được phương thức nào khả dĩ cho việc quan sát nhiều hơn 2 tầng đầu tiên. Điều này là do mọi vật thể, sinh vật sống hay không thì đều sẽ phải trải qua quá trình lão hóa cực kỳ nhanh chóng khi bước trên SCP-723. Các sinh vật hữu cơ nhanh chóng già dần, chết đi và phân hủy trên mỗi nấc thang. Các vật thể khác nhau sẽ phản ứng như thể thời gian của chúng đã trôi qua rất lâu.
pin cho các thiết bị điện tử gần như sẽ cạn kiệt ngay lập tức. Quá trình phân rã cũng sẽ được đẩy rất nhanh, có nghĩa là sự hao mòn diễn ra với tốc độ nhanh đến mức báo động. Điều này khiến cho mọi phương pháp thông thường đều trở nên lỗi thời. Khi khám phá SCP-723, thiết bị ghi âm và quay video chạy bằng pin nhanh chóng bị hỏng. Sau nhiều nỗ lực về những công nghệ khác nhau, các thiết bị ghi âm được liên kết với một dây cáp chắc chắn chuyên dụng đã được tạo ra để cố gắng ghi lại những cảnh quay ngoài câu chuyện đầu tiên của SCP-723. Tuy nhiên, các bản ghi video không thành công cho câu chuyện thứ hai và các bản ghi âm không thành công vào câu chuyện thứ tư. Vận chuyển các thiết bị này lên cầu thang yêu cầu các đối tượng là sinh vật sống và vì vậy, nhân viên cấp D được giao nhiệm vụ này. Trong tất cả các thí nghiệm được ghi chép lại, không có đối tượng nào trở lại trong mỗi trường hợp. Một sự thay đổi khó nhận thấy ngay khi đối tượng vượt qua bước thứ 5. Một đối tượng dừng lại, một đối tượng khác thì thở hổn hển một chút. Nhưng ngoài ra không hề có sự khó chịu về thể chất hoặc cảm xúc trong phần lớn quá trình tiến lên. Hầu hết mọi người đều hoàn toàn hài lòng khi leo lên cầu thang khi họ đã vượt qua bước thứ 5. Trên thực tế, khi nhân viên cấp D leo lên cầu thang và trải qua quá trình lão hóa nhanh chóng thì phần lớn trong họ cũng không có vẻ gì là đau khổ cả. Tất cả họ vẫn bình tĩnh đáng kể và gần như không quan tâm đến cách mà cơ thể của họ bị biến đổi ngay trước mắt mình. Đoạn video cho thấy làn da của các đối tượng bị lão hóa nhanh chóng, trải qua quá trình xuất hiện các nếp nhăn và xấu đi như thông thường. Bằng cách kéo đối tượng lại bằng một sợi dây ngắn vào từ trước và phục hồi cho đối tượng, có thể đưa ra kết luận các bệnh dường như cũng phát triển với tốc độ nhanh chóng vì cơ thể của một đối tượng chứa các khối u xung quanh tuyến tiền liệt và phía trên mắt, thứ mà vốn dĩ không tồn tại trước thí nghiệm. Đối tượng này sau đó đã được phát hiện có tiền sử gia đình bị ung thư. Sau tất cả, có vẻ như SCP-723 chỉ đơn giản là đẩy nhanh quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể đối tượng theo cùng một hướng dẫn DNA và sự suy giảm mà bạn sẽ quan sát thấy trong suốt nhiều thập kỷ. D-7237 là đối tượng đã đi được xa nhất trên cầu thang trước khi mất kết nối. Đó là khi tiếp cận tầng 4, tín hiệu phát ra rất yếu, nhưng trong tiếng ồn có thể nghe thấy một số tiếng thì thầm đau khổ, bao gồm cả những ám chỉ có thể liên quan đến một cánh cửa hoặc cánh cửa, bóng tối và dấu vết. Ngoại trừ điểm này, không có bằng chứng nào khác hữu dụng. Văn hóa dân gian địa phương trong khu vực chỉ ra rằng SCP-723 đã tạo ra hiệu ứng tương tự trong nhiều thế hệ. Những câu chuyện có thể được nghe từ cư dân địa phương về các hội đoàn nhà thờ cũ, những người thường gặp nhau trong tòa nhà và sẽ mất đi một cách bí ẩn. Ông bà, con cái, linh mục và những người đi lạc, những người sẽ biến mất trên cầu thang, có thuyết cho rằng đây là lý do tại sao tòa nhà thờ bị bỏ hoang trong một thời gian dài. SCP-723 chỉ được xác định vào thời gian tương đối gần đây, vào đầu những năm 2000 sau khi có báo cáo về việc trẻ em địa phương mất tích trong khu vực lân cận đó. Đáp lại, khu vực này đã bị cắt dây, được chỉ định là địa điểm 288. Một hàng rào dây xích dài 3 mét đã được dựng lên xung quanh sân nhà thờ với bảng chỉ dẫn cảnh báo bất kỳ du khách nào phải tránh xa. Một khu vực hạn chế dài 2 mét với khóa từ dự kiến sẽ được xây dựng trong tương lai gần. Ba lính canh luôn túc trực xung quanh SCP-723 vào mọi thời điểm trong ngày. Không ai trong số họ công khai mang theo bất kỳ vũ khí nào để tránh gây sự chú ý từ bất kỳ người nào qua đường. Thể hiện địa điểm như một tòa nhà vô chủ, không thú vị và cũng không an toàn. Các lính canh không được phép đến gần hoặc tiến lên cầu thang. Tương tự đối với bất kỳ nhân viên SCP nào khác, những người duy nhất được phép vào SCP-723 là nhân viên cấp D, được nhân sự của tổ chức phê duyệt, đặc biệt với giấy chứng nhận cấp 4 trở lên. Mặc dù ít được biết về nguyên nhân của tác dụng hoặc cách thức hoạt động của SCP-723 về mặt tâm lý, nhưng có một điều chắc chắn, một khi đã bắt đầu bước lên những bậc cầu thang đó thì đã không còn đường có thể quay trở lại lần nữa. Bây giờ, hãy đi và xem một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn SCP-962, Tháp Xì Xào cho một cấu trúc xoắn điên loạn dị thường. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.